Hello các bạn. Đấy. Hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người chơi cái pháo viên xoáy phát sáng này có nguy hiểm không nha. Thì cái này không nguy hiểm nha các bạn. Đấy, cái này không nguy hiểm. Đấy. Cái này kể cả gọi là trẻ em 1-2 tuổi cũng chơi được. Nó chỉ là đây. Nó chỉ là một cái gọi là viên pháo bông thôi các bạn nha. Nó chỉ là viên pháo bông thôi. Đây, để mình đốt cho mọi người xem nhé. Đó, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này, cháy xong nó đen xì luôn. Đấy. Bây giờ mình lấy tiếp nha. Đấy, bóc ra này. Đấy. Đấy, đây các bạn. Cái này hoàn toàn không nguy hiểm nha. Đây các bạn. Đấy các bạn bẻ cái này ra này. Đấy trong dây nó để cậy ra. Nó gọi này nó hơi dính ở đây thôi. Hả? Đây. Ok nha. Đẹp quá các bạn, không kịp quay luôn. Đây có dây các bạn. Đây, mình đốt cho xem. Chơi cực vui luôn. Hoàn toàn không an toàn. À được, nhầm. Hoàn toàn an toàn nha. Đấy. Ok nha các bạn. Đấy, cái này thì rất là an toàn. Đấy, còn là 6 viên anh ạ. Chơi nốt. Đây. Nó hình tròn này. Đấy, đấy nó nằm hình tròn này, nó xoay 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 tròn tròn này. Các bạn mà gánh cắn đi, gắn thêm cái cánh như này nó bay được. Đấy, mình bẻ ra này. Đây nha. Rốt thử nha. Quay đạn luôn. Quay đạn thật. Có những quả quay lâu phết. Toán quả này có tí hết rồi. Quả đấy phụt mạnh quá. Nói chung chơi cái này an toàn mà. Đến 1-2 tuổi vẫn chơi bình thường. Bởi nó vốn dĩ nó là pháo bông. Đấy. Đấy. Nếu mà nó không an toàn thì ở Việt Nam đã không được bán rồi. Chứ làm gì có chuyện mua được anh em. Nó cũng phải kiểm tra hết rồi đấy. Đấy, mình chỉ cần bóc ra cái dây nó ra này thôi. Không, cho mình đốt thôi. Rồi. Đi sang tận bên kia luôn anh em ạ. Đấy các bạn, cái này
Nhưng mà cái này có một cái ưu điểm của nó, đây nó có rất nhiều màu đẹp. Đấy, mình thường đặt tiêu đề là 7 màu ấy. Đấy, thì buổi tối đốt lên thôi, nó sẽ có nhiều màu rất là đẹp. Đấy, xanh, đỏ, vàng. Đúng rồi, đấy, nhiều màu đẹp. Đẹp lắm em ạ. Cái này mọi người chơi thoải mái nha. Chơi thoải mái. Đây, nếu ở chỗ mình ấy, là quán tạp hóa nó bán 5.000 là được hai quả này. Đấy, Subi bán tận 5.000 một quả. TikTok thì bán tận 200.000. Được đâu có bao nhiêu quả nhỉ? Được có, mình không biết được mấy chục quả, nhưng mà đã 200, đắt vách trường. Nào, mấy bố trên TikTok bán đắt đi, hạ đầu 270 đi. Đắt vãi, TikTok hỗ trợ giá xuống còn 200, mình vừa xem đâu, đắt vãi. Ê các bạn, đây là vẫn mình vẫn mua trên Shopee thôi. Còn nếu mua ngoài thì người ta tính kiểu 5.000 hai quả này, là mình mua mất 120 nào ạ. Ừ, thế tức là nó có 60 quả, một cái bảng này có 60 quả. Đấy, mà cái hộp mà kia bọn bán trên TikTok có 50 quả thôi, mà tận 270. Ui, chịu thật, các bố bán đắt thật. Trong khi nhập cái này thì rẻ không, không mấy chục. Đây mình mua trên, vẫn mua trên Shopee. Mình vẫn mua trên Shopee. Thì một bảng này là đâu có 7 mấy nghìn này. Ừ, mấy chục thôi các bạn ạ. Một bảng này cũng mấy chục. Đấy, bóc ra trong nó trông như này nha các bạn. Đấy, kiểu người ta quấn tròn lại, xong người ta dán tí keo ngoài này ạ. Ừ, mà người ta dán tí keo này ngoài này mà nó không ướt vào trong gì. Năm ngoái mình đốt nên còn có quả nổ cơ các bạn ạ. Thẳng thật đi, không có quả nó bị nổ rồi. Đấy, đây bẻ ra trông nó như này. Đấy các bạn, bây giờ nó ra kia. Ui, phải đấy, quay trong chút tối đẹp không? Rồi, đúng rồi, bên mình mang vào chút tối quay nhé. Đấy, ở trong chỗ này, chỗ cổng nhà mình tối này. Mình quay cho các bạn xem. Tối trông nó rất đẹp.